Cướp vào làng. Trên đỉnh một ngọn núi cao, có một mỏm đá giống hệt như hình một em bé kháu khỉnh, xinh xắn cởi trên một con voi. Mỏm đá đứng ở chỗ ấy từ bao giờ, không một ai biết cả. Chỉ biết từ trước, đời ông, đời cha, lâu lắm, mỏm đá ấy đã có rồi. Từ bầu trời, những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội cho mỏm đá, và gió từ biển khơi phía đông, từ núi cao phía tây rì rào nhẹ nhẹ thổi về, kể cho mỏm đá nghe thật nhiều chuyện lạ của những miền đất nước xa xăm. Chỉ có những con chim bay cao nhất, xa nhất mới đặt chân được tới đây, rồi chim cất giọng hát cho mỏm đá em bé nghe những bài ca đẹp nhất. Cứ thế, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, những câu chuyện thủ thỉ của gió, những bài ca của chim cứ thấm dần vào từng thớ đá, thấm sâu vào mỏm đá hình em bé trên đỉnh núi cao. Một buổi sáng, trời trong lành, gió thoảng nhẹ, mỏm đá em bé bỗng nhiên rùng mình nhẹ, khẽ cửa quậy, rồi từ từ biến thành một em bé bằng thịt bằng xương, xinh đẹp chưa từng thấy. Ôi, em đã thành người rồi. Không biết dưới chân núi có gì nhỉ? Không biết có nhiều điều tươi đẹp như trong những câu chuyện của gió và những bài hát của các bạn chim không? Mình sẽ xuống núi để xem. Đóng rừng rồi, chưa năm nào đóng rừng dữ dội như thế này. Chúng ta phải làm gì đây? Muôn thú phá hoại thế này thì mùa màng mất trắng mất thôi. Các bạn nai ơi, các bạn chim ơi, tất cả các bạn ơi, lại đây mình hát cho các bạn nghe một bài. Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vung gốc. Tiếng hát của em mới hay làm sao? Nghe tiếng hát lạ lùng ấy, từng đàn chim công, chim sẻ, từng đàn hươu nai, lợn rừng, tất cả đều quên mất chuyện phá lúa. Kỳ lạ quá! Em bé ơi, em từ đâu tới? Em chắc là thần tiên hay sao mà hát hay đến vậy? Em tên là gì? Dân làng thiên nhau hỏi em rất nhiều điều, nhưng em chỉ mỉm cười, và nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ khuôn mặt xinh xắn của em. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một em bé trông thật rất xinh. Hỏi rằng ai, em ức nhạc, thì em hát luôn theo điều ca, rằng là em bé rất ngoan, và mua hát cho vui ông bà. Hay quá! Yêu quá. Chúng ta không biết em bé từ đâu đến. Em bé giống như một món quà từ trời vậy. Em bé đáng yêu quá. Ta đặt tên cho em là Nai Ngọc được không? Em bé cười, nghĩa là em thích cái tên đó rồi. Nai Ngọc, cái tên đẹp cho em bé đẹp kỳ lạ. Trăng lặn, sao mờ, nhưng không một ai chịu về ngủ cả. Dân làng mãi ngồi nghe Nai Ngọc hát, cho tới lúc nắng vàng chiếu rọi trên nương. Từ đó, Nai Ngọc sống chung với dân làng. Tiếng hát của em khiến mọi người làm việc không biết mệt mỏi, tiêu tan mọi sự buồn nản, khiến cho nương đầy lúa, rẫy đầy bông, rừng núi nở đầy hoa. Bọn cướp tới! Ai thương mẹ thương cha, hãy mau ra đánh! Bọn cướp đến, chúng ta phải làm sao đây? Về làng chuẩn bị đánh thôi! Dân làng liền bỏ cả công việc, chạy ao về làng. Họ tìm cuốc thủng, gậy gộc đi đánh lại bọn cướp. Giữa trận giao chiến ác liệt, bỗng nhiên có tiếng hát ngân nga cầm bổng cất lên. Lúc đầu tiếng hát còn chìm trong tiếng sắt thép chạm nhau, nhưng dần dà tiếng sắt thép lắng đi hết, nhường chỗ cho tiếng hát. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng ba thì đậu đá. Bài hát gà, của Nai Ngọc về một cuộc sống làm lụng chăm chỉ, yên
bình ấm no phơi phới như gió mát, khiến bọn cướp ngừng lại, đứng sững sờ, vũ khí tuột khỏi tay, rơi xuống đất lúc nào không biết. Bọn cướp bỏ vũ khí, cầm lại cày cuốc, cùng dân làng về làm ruộng. Chưa bao giờ họ thấy vui đến thế. Nai Ngọc cũng trở về nương rẫy, sớm chiều cất cao tiếng hát của mình cho dân làng nghe. Cho đến một ngày, thì dân làng bỗng không thấy Nai Ngọc đâu nữa. Dân làng vội vã đổ đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Họ chờ đợi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ mùa xuân sang mùa hạ, từ năm này qua năm khác, nhưng vẫn không thấy Nai Ngọc trở về. Dân làng bảo với nhau rằng Nai Ngọc đã trở về núi, biến thành đá như trước. Nhưng những bài hát của em vẫn vang mãi trên nương rẫy, từ đời này qua đời khác. Các cô gái làng thường chỉ vào những loại hoa mà hát: hoa rừng nở bên suối, những cánh hoa hình trái tim hồng, đua nhau đua nở, để ca ngợi tiếng hát của Nai Ngọc thân yêu. Dân làng ai cũng tin rằng đến một ngày nào đó, Nai Ngọc sẽ trở lại làm người, về với dân làng và cất tiếng hát kỳ diệu giữa cảnh núi rừng thanh bình, tươi đẹp. Hai cha con bên hồ câu. Ba ơi, chiều nay cha con mình đi câu cá nha. Chiều nay ba bận rồi, để cuối tuần sau nha con trai. Chán quá, lâu lắm rồi con không được đi câu cá với ba. Ba biết rồi, đúng chủ nhật tuần sau, ba sẽ đi câu cá với con. Ba hứa đó nha. Ừ, ba hứa. Thôi, ra ngoài chơi cho ba làm việc. Dạ, thưa ba. Thôi, mình không chơi bi với các cậu nữa đâu, mình về trước đi. Trời ơi, mãi chủ nhật tuần sau mới được đi câu cá, sao mà lâu quá. Ông Năm ơi, ông Năm ơi, ông Năm có bán cá không? Lại đi vắng nữa rồi. Người làng nói quả không sai, cá nhà ông Năm to thật. Con đang làm gì ở đây thế? Con có trông thấy cái bảng cấm câu cá đằng kia không? Dạ, con có thấy ạ. Có thấy, tức là con cũng biết rõ việc con đang làm là sai. Nhưng con chỉ câu cá vì thích thôi, chứ con không có ý định ăn trộm cá nhà ông Năm. Dù thích hay không, nhưng đây là ao cá nhà ông Năm. Cá câu được, con lại thả xuống ao cho ông ấy mà. Thế con không nghĩ rằng mỗi lần con làm như thế, cá sẽ bị thương sao? Con trai à, một việc làm sai dù có ai biết hay không thì nó vẫn sai con à. Chuyện của năm ngoái. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hai cha con về rồi đó à? Đi đâu mà lâu thế? Làm mẹ đợi cơm nguội hết cả rồi nè. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, ba sắm cho con bao nhiêu là đồ. Hai cha con khuân cả chợ huyện về đây hay sao mà lắm thế? Con nói cả năm học hành vất vả rồi, Tết cũng sắp đến rồi, cũng phải khích lệ cu cậu tí chứ.
Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bộ này có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm con. Được thưởng rồi là năm sau phải học giỏi hơn nữa đó nha chưa? Vâng ạ. Huy ơi, sang đây chơi không? Ba tớ vừa dẫn tớ đi mua nhiều thứ lắm, đẹp ơi là đẹp. Tớ... Huy à, cháu đứng nói làm gì, sang chơi với Bi này. Dạ thôi ạ, cháu chào cô chú. Đây, sang đây mình cho xem đồ nè. Thôi, mình vừa nghe thấy cậu khoe với mẹ rồi. Tội nghiệp thằng bé, bố mẹ mất sớm, hai bà cháu nuôi nhau, gia cảnh khó khăn. Bằng tuổi thằng cu Bi mà nó thiệt thòi quá. Huy, chú Bảo, năm tới cháu nhớ luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Tết năm sau chú sẽ chở cháu cùng đi chợ Tết với bạn Bi, được không? Chú nói thật ạ? Thật chứ. Đúng rồi, thế nên năm sau cả hai bạn cũng phải cố gắng để luôn trở thành con ngoan trò giỏi nha. Vâng ạ, cháu hứa. Cháu cảm ơn cô chú. Cháu phải khoe ngay với bà mới được. Bà ơi, bà ơi. Một năm sau. Mẹ ơi, cây đào kia đẹp quá kìa. Ừ, mẹ con mình lại xem đi con. Mẹ ơi, rồi lát nữa mẹ mua con một cái cặp sách mới được không ạ? Cái thằng này biết là năm nào cũng được ba mẹ tặng quà nên đòi hỏi ghê quá. Được rồi, phần thưởng học sinh giỏi đó nha chưa? Con cảm ơn mẹ. Nào, tỷ năm cũ chuẩn bị đón một năm mới thành công đi anh em. 100% nha. Nhất trí. Huy à, bạn Bi đi chợ với mẹ rồi, không có nhà. Vâng ạ. Ăn đi, gà sạch nhà tôi nuôi đấy. Hề bảo sao thịt chắc thế. 100% nha. Hề nhất trí. Chú đã bảo bạn Bi đi chợ với mẹ chưa về nhà. Cháu về đi. Tí khi nào Bi về, chú bảo bạn sang. Đừng đứng thập thò đấy, con chó nó cứ sủa hoài. Cháu. Huy, chào chú với. Chú xin lỗi cháu. Cuộc gặp định mệnh. Mệt lắm không em? Không sao, anh đợi em lâu chưa? Một ngày nào đó chúng mình sẽ tổ chức đám cưới tại nơi này em nhé. Alo, Yến ơi, cho anh một cơ hội nha, đừng bỏ anh. Em không thể thế được, em không thể bỏ anh. Chúc mừng cô dâu chú rể, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Không, không thể là thế được, không thể là Tuấn. Không còn Yến, ta sống trên cõi đời này làm gì nữa? Trời ơi, có người nhảy cầu, phải cứu anh ta ngay. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Thưa bác, sao con lại ở đây? Lúc ta đang chèo đò trên sông thì gặp cậu vừa nhảy trên cầu xuống. Ta đã cứu cậu đưa về đây. Con tạ ơn bác đã cứu con, nhưng con không muốn sống nữa. Con à, sinh mạng con người là vô cùng quý giá. Con không nên có ý nghĩ như thế mà hủy hoại cuộc đời. Con buồn lắm bác ơi.
Con có thể nói cho ta biết nỗi lòng của con, biết đâu ta lại giúp được con phần nào. Con buồn lắm, không tiếc sống nữa. Con làm nên nông nỗi gì mà cô ấy lại bỏ con mà đi theo người khác? Con đã yêu cô ấy biết nhường nào. Con đừng quá buồn, trên đời này ai cũng có duyên có phận. Con và cô ấy chỉ có duyên với nhau mà thôi, còn không có phận. Người cô ấy nợ tình lại là người khác. Con người đến với nhau bởi chữ duyên, còn sống bên nhau bởi chữ phận, chữ nợ. Nhiều đôi yêu nhau 5-10 năm nhưng cuối cùng vẫn chia tay, ấy là họ không có phận. Ngay cả những người đã sống với nhau, nhưng sau đó một trong hai người có tình cảm với người khác. Người đời nhìn vào bảo người kia không tốt và đáng quên đi, nhưng thực ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đến lúc phải dời đi. Hiểu được như vậy, con sẽ thấy chuyện của con là thường tình. Con đừng quá đau buồn mà quỷ hoại cuộc đời. Dạ. Con hiểu ra được hai chữ duyên nợ là tốt rồi. Hãy trân trọng cuộc sống con nhé. Những mô hình nhân bản của bác James. Hình mẫu người mình tạo ra hình như vẫn còn vài chỗ chưa được ổn cho lắm. Nếu mình chế tạo ra hàng loạt hình mẫu như vậy thì có là thần thánh cũng không phân biệt được thật giả nữa. À, vậy hãy dùng cách này mà nhân mình lên thành nhiều người. Giả sử có thần chết thật thì ông ta cũng không thể nào bắt lão già này đi được. Cuối cùng thì cũng hoàn thành, ta đúng là thiên tài. Hôm nay còn thiếu một người nữa, đến lượt Albert William. Trời, sao nhiều Albert William thế này? Nghe đâu hạ giới có trò nhân bản thì phải. Giống nhau như đúc, chẳng có sự khác nhau nào cả. Đến cả nếp nhăn trên mặt còn giống nhau y hệt. Ta nhất định phải tìm ra cách. Có thế mà ta không nghĩ ra. Albert, những mô hình mà ông sáng tạo ra có vẻ rất hoàn hảo, nhưng lại không tránh khỏi một khuyết điểm nhỏ. Không thể có khuyết điểm được, kỹ thuật của tôi rất hoàn mỹ. Biết ngay mà. Trời, hóa ra là ta đã bị mắc mưu của thần chết. Thả tôi ra. May mà đó chỉ là một giấc mơ. Đúng là điểm yếu của con người là dễ dãi nảy lên khi bị phê bình, chê trách. Chết là ở chỗ đó. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.